Ha ha. Ha ha, một viên đạn con thoi, đây là xong rồi. Hắn không có hỏa lực. Mọi người nằm xuống, bảo vệ ông nội Huang. Không cần phải lãng phí đạn của các người, xem của chúng tôi đi. Hạ Long 18 bàn tay, căng gơ lồng có hối hận. Thật sự tưởng chúng ta là dễ bắt nạt phải không? Không súng, không đạn. Ta giết các người như giết kiến vậy. Lại xem bàn tay này của chúng ta. Rồng bay trên trời. Đó là sức mạnh của vũ công sao? Tiểu vũ kia tiểu tử lúc đầu nói không có trò đùa nào cả. Chúng ta chẳng qua mới là tiên thiên hậu kỳ cảnh giới. Bạn có thể dễ dàng giết những kỵ binh hạng nặng này. Còn tiểu vũ thì, nhưng là đã đạt đến đại tông sư cảnh giới. Vậy thì thật sự là thế vạn đại quân như không có vật. Sức mạnh này thật khủng khiếp. Ông nội nóng bỏng, đây là ông nội của chúng ta. Năng lực gì vậy? Một bàn tay xuống thế mà đánh ra một con rồng vàng. Tiện tay liền đánh chết mấy chục tên lính trung giáp. Sức mạnh này chính là sức mạnh của vũ công. Thật kinh khủng, thật kinh khủng. Lão gia chỉ có thân thể này của người, có thể chống đỡ được một bàn tay của ông nội không? Thái tổ gia uy vũ, thái tổ gia uy vũ, thái tổ gia uy vũ. Quân đội hùng mạnh, quân đội hùng mạnh. Tình huống ở đây là gì? Kịch bản này không đúng. Quân đội của Đại Minh rõ ràng là đã đến núi cạn nước rồi. Tại sao còn có thể đổ ra sức chiến đấu khủng khiếp như vậy? Không hợp lý. Mọi người mau rút lui. Khoảnh khắc tiếp theo một viên đạn bay tới, ngay lập tức xuyên qua đầu hắn. Đầu hàng, tôi đầu hàng. Ù lắp, tuyến phòng thủ trong lòng đại quân hoàn toàn sụp đổ, trực tiếp quỳ trên mặt đất biểu thị nguyện ý đầu hàng. À chờ, kết thúc rồi. Cuối cùng cũng hiểu tại sao tiểu ngũ có thể trong thời gian ngắn như vậy lấy Bắc Nguyên Vương Đình và Văn Lấp xuống. Dưới lớp lửa này không phải là thứ mà Văn Lấp có thể chống lại. Cái này kết thúc bảo vệ danh hiệu cũng có chút nhanh quá đi. Súng trường tự động này có sức mạnh. Một số kinh dị, phu nhân thái tử ra, bạn có thể lấy cái này trong tay bạn mang không? Đến đây cho tôi thử xem. Bố, bố đừng thử nữa. Độ giật của thứ này quá mạnh. Thân thể của bạn có chút không chịu nổi. Khi bạn vừa sử dụng súng trường tự động, cũng nên cảm nhận được rồi. Mỗi lần bắn, tay sẽ rung lên. Sức giật của Bazit trong tay tôi, nhiều lần khẩu súng trong tay anh, nếu một lúc không giữ được thì không tốt đâu. Được rồi, trong lúc đó, thành phố Bắc Bình cũng không biết quân đội Đại Minh của ta bây giờ thế nào. Hy vọng không có gì xảy ra. Ta Đại Minh vất vả mới có được ngày hôm nay an định. Chiến thắng khẩn cấp 800 dặm. Chiến thắng tiền tuyến. Chiến thắng tiền tuyến gì? Làm sao có thể, làm sao có thể thắng được? Điều này rất không hợp lý. Đó là gì? Đó là hai người. Làm sao có thể, chẳng lẽ là tiên nhân đến không được? Này, bóng người này sao quen thuộc như vậy? Đây là Thành Vương. Xem tiên nhân, người rốt cuộc là ai? Thật sự là tiên nhân không được mà chờ bình thân đi. Cho các bạn, ta cũng có thể nói là tiên nhân. Người người thật sự là tiên nhân. Được rồi, yêu khiêm tốn với thiếu tôi biết bảo. Bạn có rất nhiều câu hỏi trong đầu. Ta có phải tiên nhân hay không? Gagua từ tiền tuyến có thật không? Đúng không? Tiên nhân, không lẽ Gagua từ phía trước là thật sao? Và tất cả những điều này là bởi vì có sự giúp đỡ của gần bạn. Như thế, Vũ Khiêm, đừng gọi tôi là tôi tiên nhân nữa. Tôi còn một thân phận nữa. Ta là Chu Vương Chu Túc, con trai thứ 5 của Minh Thái Tổ. Ngươi là Chu Vương Điện Hạ năm đó. Câu câu, bạn không phải là kinh cũng thế, ngươi đã trở thành tiên nhân rồi. Có thể sống mãi mãi cũng rất bình thường. Nói vậy đi, xây dựng giữ một trận chiến thực sự là bạn ra tay. Nếu thật sự là như vậy, vậy thì tất cả điều này là hợp lý. Gần như thế. Nhưng tôi không phải là người chiến thắng trong trận tàu mưu bầu. Chờ một thời gian, sau khi đội trưởng quân Minh trở về Triều Tiên, đến lúc đó, đừng quá sốc. Thật là sốc. Có chuyện gì lớn hơn xảy ra không? Đến lúc đó bạn sẽ biết. Chẳng lẽ có liên quan đến Thành Vương Điện Hạ? Rất tốt. Nói thật đi, những ngày tốt đẹp của Chu Kỳ đã khi hết. Khi quân đội chiến thắng, khi vị trí hoàng đế của ông bị bãi bỏ, làm sao một người ngu ngốc như vậy có thể có tư cách gì để làm hoàng đế của đế quốc Đại Minh của lần ta? Lần này nếu không phải ta ra tay, đế quốc Đại Minh sẽ bị sự cố ý của rơi hắn vào một nơi không thể cứu vãn. Kể từ đó, đế quốc Đại Minh sẽ sụp đổ, từ đó trở đi suy yếu, ngay cả sự khiêm tốn. Yu Shoubao cũng sẽ chết trong tay thị trấn Gucci. Phải không? Tôi sinh ra là như vậy. Nếu không phải có Thái Tông, Nhân Tông và sự bảo vệ của hoàng đế Tuyên Tông, tôi sợ là đã chết rồi. Có thể sống đến bây giờ tôi đã rất hài lòng rồi. Từ ngày tôi ra đời, họ đã bỏ qua sự sống và cái chết của mình. Thật là một cái. Không có gì ngạc nhiên khi bạn ở Bồi trong hát tù. Những câu thơ tôi sẽ làm sau này. Hoàng thân Chu, bạn có thể nói cho được tôi rồi nghe không? Nói cho bạn nghe cũng được. Nghìn búa vạn đục ra núi sâu, đốt cháy như chờ đợi, để lại sự vô tội trên đời. Tốt một cái bột xương nát thân để lại sự sợ. Vô tội trên đời. Đây thực sự là một câu thơ dành cho tôi. Hoàng thân Chu, bạn có thể hỏi tôi sau khi Vu Khiêm mất danh tiếng thế nào không? Cái chết này của anh có thể nói là danh tiếng ngàn đời. Sẽ đưa bạn và Nhạc Phi, Nhạc Vương gia cùng nhau so sánh. Ha ha, tôi có thể so gì? Sánh với Việt Vương gia. Hoàng thân Chu, ngay cả khi bạn là tổ tiên,
là trưởng bối của bệ nhưng hạ. Nhưng với tư cách là hoàng tử muốn của bãi bạn, bỏ ngai vàng tôi của em bệ là hạ. Không được. Tôi em rằng điều này không thể thuyết một phục được công không chúng. Thể chính đáng. Cho dù là bệ hạ phạm sai cũng lầm, không thể hủy bỏ ngai vàng của hắn. Này, đúng vậy, tôi không thể. Nhưng có người có thể. Đến lúc đó bạn sẽ với tốc độ quân minh trở về Triều Tiên này, có thể về Bắc Bình đi. Vị Chu Vương Điện Hạ này lấy đâu có ra thể tự hủy tin bỏ Chu Kỳ Chân? Nền kinh tế sau 7 ngày này sẽ như thế nào? 7 ngày sau, trời ơi, chúng ta không thể nhìn nhầm phải không? Bởi vì sao nhìn giống Thái Tông của Đại Hoàng Minh đế chúng ta vậy? Và người bên cạnh anh ta sao nhìn sao lại giống bệ hạ Nhân Tông? Chỉ là thân hình của hắn so với bệ hạ Nhân Tông mỏng hơn nhiều. Nếu bệ hạ có thể có lẽ giảm là cân như thế này. Còn có người thường bên kia, cái này nhìn sao lại giống Tuyên Tông thời trẻ như vậy? Bệ hạ, điều này không đúng. Bệ hạ của chúng ta đâu rồi? Sao lại mất dấu anh ta? Trong điện thờ, người trên bức chân dung của Thái Tổ rất giống nhau. Không phải là Thái Tổ chứ? Thảo nào Chu Vương Điện Hạ lại nói chắc chắn có thể từ bỏ ngai vàng của những vị này cùng nhau phát ra sắc lệnh. Đừng nói là phế bỏ ngôi cho vị dù hoàng là đế sư tử của thị trấn Ngu Chi.